Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp liên tịch và thường kỳ tháng 11 năm 2022 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Tại phiên họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện các cam kết chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, báo cáo về việc rà soát, chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2022, báo cáo về một số nội dung qua giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua nghe thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị để chuẩn bị tốt cho kỳ họp cuối năm. Đối với các tài liệu của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố cần tiếp tục thực hiện rà soát, thẩm tra, kiểm tra thực tế, làm việc với đơn vị liên quan để xây dựng báo cáo theo quy định. Đối với các tài liệu của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm hoàn thành các công đoạn theo quy định, tích cực chỉ đạo các sở ngành hoàn tất các thủ tục liên quan, nhất là đối với các dự án cần phải kiểm tra thực tế để kịp chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm.